Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay, Việt Nam Book sẽ kể cho các em nghe câu chuyện sự tích trái sầu riêng. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bắt đầu nhé! Ngày ấy, vào thời Tây Sơn, có một chàng trẻ tuổi người vùng Đồng Nai. Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người. Chàng từng cầm quân mấy lần làm cho tớ thầy chùa Nguyễn chạy dài. Nhà Tây Sơn mất, chàng lui về quê nhà mượn nghề dạy trẻ để náu hình ẩn tích. Đột nhiên, có tin dữ truyền đến làm cho mọi người xao xuyến. Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt, thì cũng bắt đầu giết hại những người đã từng làm quan cho nhà Tây Sơn. Nhà vua cứ dựa vào chức tước lớn hay nhỏ của họ mà ra hình. Từ mã, quận công thì lăng trì, tùng xẻo, vệ úy, phân xuất thì đánh gậy, phạt roi, vân vân. Dân trong xóm sẵn lòng quý mến, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ mui lồng để tiện đi lại. Vì không muốn để rơi vào tay quân địch, chàng ra đi, ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước Chân Lạp. Một hôm chàng cắm sào lên bộ mua thức ăn, chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi. Về đến đây thì con bị ốm nặng, vốn có biệt tài về nghề thuốc. Chàng hết sức chạy chữa, cuối cùng cũng giúp cô gái lấy lại sức khỏe. Và sẵn có thuyền riêng, chàng chở họ về tận nhà. Nàng là con gái chưa chồng, đã đến tuổi quay xa đạp cười. Nàng có vẻ đẹp thủy mị. Tự nhiên, có anh chàng trai người Việt ở đâu tận xa xôi đến trú ngụ tại nhà, làm cho nàng quyến luyến. Sau một tuần chay tạ ơn trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui vẻ nhận lấy cuộc sống mới cho qua ngày. Từ đây, chàng có chỗ ở nhất định. Nhà nàng là nhà làm ruộng nuôi tằm, những việc đó chàng đều làm được cả. 10 năm thoảng qua như một giấc mộng, hai vợ chồng quấn quýt với nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả, gọi là cây tu dên mà ở xứ sở chồng không có. Lần ấy gặp kỳ quả chín đầu mùa, vợ trèo lên cây chảy xuống một quả, sẽ đưa cho chồng ăn. Quả tu dên vốn có một mùi hôi đặc biệt, thấy chồng nhăn mặt vợ bảo, anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây. Không ngờ một năm kia, vợ đi dâng hương về thì ngộ cảm, chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột, không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng. Nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng, chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa, còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng ở quê hương nhắn tin lên bảo về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng nên đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây tu dên tự nhiên chỉ hiện ra có mỗi một quả, và quả tu dên đó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ quyết đưa nó cùng mình về xứ sở. Chàng lại trở về nghề cũ, nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi. Chàng đã ương hạt tu dên thành cây đem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ đây, ngoài công việc dạy học còn có công việc chăm nom cây quý. Những cây tu dên của chàng ngày một lớn khỏe. Lại 10 năm nữa sắp trôi qua, chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã đốm bạc, nhưng ông già ấy lòng bỗng trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút, nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới dự đám giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ quả lạ đầu tiên có ở trong vùng. Khi những quả tu dên bưng ra đặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu, nhưng chủ nhân biết ý đã nói đón. Nó xấu xí nó hôi, nhưng múi của nó ở trong lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ. Ông vừa nói vừa xẻ những quả tu dên chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Múi tu dên nuốt vào đến cổ quả có một vị ngon ngọt lạ thường. Đoạn, ông kể hết đoạn tình duyên xưa mà từ lúc về đến nay ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, và khi kể xong, ở khóe mắt con người trung tình ấy long lanh hai giọt lệ nhỏ đúng vào múi tu dên đang cầm ở tay.
Tự nhiên hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi tu rên như vôi gặp nước và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám giỗ 3 ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy dân làng mỗi lần ăn thứ quả đó đều nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi tu rên bằng hai tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng dõi loại hạt có hai giọt nước mắt của anh chàng nhỏ vào thì mới là giống sầu riêng ngon. Các bạn nhỏ thấy câu chuyện này có hay không nào? Hãy đón chờ câu chuyện tiếp theo của Việt Nam Book nhé. Chào!